Quang Vinh xin chào khách quý. Thì hôm nay là ngày thứ hai Quang Vinh phơi cà phê ở trên núi Đà Lạt ha. Đây là những cái hạt cà phê Arabica, từ những cái trái Arabica chín ngon nhất mà Quang Vinh có thể săn được. Sau đó Quang Vinh bỏ vào cối, Quang Vinh quay bằng tay để lấy cái hạt đi ủ. Ủ đúng ngày, đúng kỹ thuật và theo kinh nghiệm của Quang Vinh, xong rồi Quang Vinh rửa và rửa sạch. Và hôm nay là phơi. Thì hôm nay Quang Vinh sẽ phơi ở trên một cái tấm lưới cách mặt đất rất là cao để bảo đảm cho cái hạt mình nó sạch sẽ hơn. Đó, thì khi mà phơi thì Quang Vinh phải liên tục ngâm mình dưới nắng để đảo cho cà phê nó đều ha. Đó, cà phê mà nó phơi mà không đều, mà không có khô đều thì nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng, tới cái hương vị. Thì khách quý thấy cái bàn tay của Quang Vinh không, nó đen thui rồi. Thì sau khoảng 7 ngày nắng tốt và phơi đúng kỹ thuật và nó cứng đủ độ, lấy một cái Quang Vinh sẽ tách một cái hạt như vậy và bỏ vào miệng và thử cái độ cứng. Thì lúc đó có thể là tách vỏ trấu và đem hạt nhân lựa lại một lần nữa trước khi rang để thành cái cà phê rang thành phẩm và xay để cho khách thưởng thức ha. Thì đây là những cái hạt cà phê tinh túy nhất của núi rừng Đà Lạt dưới bàn tay của Quang Vinh. Thì nó sẽ ra như thế này. Thôi, cảm ơn khách quý. Bye bye.